Nội dung hôm nay là chủ đề là kẹp nách tứ băng âm gốc chúng. Đây, để xếp lại các anh em một cái hình bi về. Rồi. Vậy đi, đó. Đây là một số những cái tình huống mà chúng ta sẽ gặp. Và hình tứ băng gần như là nó không có một cái khu vực nào để cho chúng ta bám á. Ví dụ như bây giờ á, cái trắng á, mà nằm dưới đây á, thì anh em đánh sao cũng được hết, kiểu gì cũng trúng đâu, cái lùm khu vực cũng có dầu à. Rồi còn trái vàng đi, nhưng mà trái nằm về thì chúng ta tỷ lệ trúng chúng ta sẽ rất là thấp, thì chúng ta sẽ bám vào cái điểm tính như thế nào. Rồi hôm nay cái nội dung chúng ta sẽ là học xử lý cái kỹ thuật đánh dummy để làm chi, để cái tỷ lệ né đá cao ha, mình chạy sau trái đỏ và tính âm gốc trúng chấm giữa bàn là 30, được chưa? 30 31 thì trái bi này á, là coi như 29 trúng rồi, điểm trúng của trái bi này là lớn hơn 28 29 đều trúng, thì 29 các anh em âm gốc trúng lại, có nghĩa là âm lại 5 thì còn 24. Thì với tình huống nào đánh tách bi, với tình huống nào mà chúng ta sẽ đánh đờ mi, khi trái trắng nằm từ thẳng nè cho tới nghiêng nhẹ chúng ta sẽ ưu tiên đánh đờ mi, được chưa? Khi chúng ta bị khuất nhiều chúng ta sẽ đánh tách bi, đánh tách bi này nó đánh đánh mỏng xuyên qua. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử hai trường hợp, mình sẽ giữ hai trái bi này luôn nha, để cho anh em cảm nhận được cái tình huống nào chúng ta nên đánh cái gì. Như vậy thì bây giờ chúng ta đang cho là 29 30 không, 29 25 gì đó, giờ này bản hơi khô rồi, cho 30 trúng trái bi này đi, 30 là trừ 5 là còn 25 ha. Tại sao biết được 30 đó? Thì có chấm giữa bàn nè, hoặc là anh em bắt tia, anh em học bắt tia cũng được hết. Còn 25 thì chúng ta sẽ chọn điểm đánh. Rồi ok, đây luôn 40 đánh vô 15 đó. Thì giờ đánh vô 15 chúng ta quýnh mỏng được, chúng ta quýnh dày đúng không, chúng ta quýnh đờ mi nè, cố gắng tập cú nào mũi cơ cao anh em ha, để hai phơi đánh đờ mi vô con 15, khu vực đó thôi là tỷ lệ chúng là có đó. Để bi đi xuống thì tới cái băng thứ ba nó có cái độ ôm vô ha, và rõ ràng chúng ta không đá được bởi vì trái đỏ cũng đi lên đẹp này, không đi lên tình huống đó. Rồi tình huống nào chúng ta sẽ đánh đánh tắt bi, rồi cũng giống vậy luôn 30. Bây giờ á, cái bi này nó ví dụ như nằm góc như vậy này vẫn còn, rồi vậy cũng được nè, thì có nghĩa là cái độ nghiêng nó đã nhiều rồi, không nghiêng nhiều quá chúng ta đánh đờ mi không có được, cái vị trí mà chúng ta muốn chạm vào đã khó rồi. 42, bây giờ 42 thì chúng ta sẽ đánh vô 17. Bi này vẫn là 25 trúng nha. Anh em thấy không, mình tính 25 mà khi đánh nó vẫn rơi về 30. Có nghĩa là sao? Âm gốc trúng nghĩa là gì? Đối với tứ băng là chắc chắn với anh em là nó sẽ tăng lên 5 cho những tình huống như vậy. Như vậy thì chúng ta với tình huống này chúng ta sẽ không đánh đờ mi nữa, mà chúng ta sẽ chọn phương án là đánh tách bi, thì 42 sẽ đánh vô 17. 17 là khu vực đây, đúng không? Đó, cái lùm này trúng nè. Vậy thì làm sao đánh vô lùm đó thôi. À khá mỏng ha. Đó, cách thứ hai nữa là anh em thấy là đi xuyên qua trái đỏ không? Nên là tách trái đỏ mỏng qua, sau đó chúng ta đi xuyên qua. Còn lại là em tập chạm trái thôi, mình tập cho nhiều anh em học viên rồi, cứ tính toán xong ok mà đứng tập chạm trái chạm hoài cũng được. Vậy thì làm sao chúng ta học cái kỹ thuật chạm trái? Dễ thôi anh em. Chạm trái nó không có công thức gì hết, cái anh em tập thôi, tập luyện thôi. Giờ mình dẹp trái đi, mình lấy hai trái thì mình muốn đánh gì chỗ nào tập trung đánh gì chỗ đó. Mỗi ngày anh em tập khoảng 30 phút cho cái bài tập này là ok. Nói về 20 nè, đánh vô 20 vậy thôi, đánh vô được điểm trúng là do mình tập thôi đúng không, đó do mình tập thôi nè. Rồi ví dụ như kéo vô 40 cũng được nè, kéo ngang 40 nè, tập thôi đó, trúng 40 rồi đó, đúng không? Đánh y vậy là được à, anh em ha, y vậy thôi dễ. Thực ra không có cái gì bằng cái việc tập luyện đó, anh em đi tìm những cái công thức chạm bao nhiêu phần trái bao nhiêu này nọ, anh biết anh em thành máy móc, chỉ có tập luyện thôi, tập được cái điểm rơi đánh vô điểm trúng của mình ha. Đó là phần mà chúng ta sẽ thấy được là trường hợp nó tăng 5. Rồi nhớ nha, thẳng thẳng và nghiêng về là tăng 5, nghiêng ngược về là tăng 10 đó. Như trường hợp này luôn, chúng ta sẽ làm ví dụ nè.
Rồi, ở đây chúng ta tính là 50 đúng không? 50 trúng đúng không? Rồi, 50 trúng mà tăng 10. Cho trường hợp xuống đây thì nó chỉ còn 40 thôi. 40 thì bây giờ chúng ta nhìn nè. 50, chúng ta đánh vô khoảng 48, khoảng con 8, con 8, con 9. Con 8, con 9 trên kia là đủ xuống đây. Và anh em đánh hết phơi luôn nha. Còn em đánh ít phơi á, thì nó chỉ tăng 5. Mà nó đánh hai phơi là đánh hết vô đó luôn, qua con 8 đó là nó xuống dưới luôn nha. 40 sẽ tăng thành 50, y vậy thôi. Kinh nghiệm là các anh em xuống nè, thấy không? Ý là tăng 10 khi chúng ta đánh hết phơi với lại ra cơ thoải mái, chúng ta không cần giảm. Điểm là đã phục được cái tình huống rồi, chúng ta gặp nè nhiều tình huống nữa nè. Rồi tình huống của đây đó, anh em sợ nhất với cái bi gì nè, cái bi gì là tứ băng mà chúng ta đánh không biết như thế nào để rơi vào đây, kể cả múa băng sót cũng bị hoài. Điểm trúng cái bi này là 45 đúng không? 45 thì lúc này nó tăng 10, nó chỉ còn có 35 thôi, hiểu chưa? Thì cái góc này rất là lớn à, 35 là 60 nè, 65 nè, 65 đánh vô 30 là gì? Là 35. Từ 35 tự động nó sẽ tăng lên 45 ha. Rồi tập trung vô con 30 đánh. Thấy không? Nó tăng ghê không? Đi dư luôn miếng luôn. Tới, 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 tới. Chuột dữ vậy, 65. 45 rồi. Đấy ha. Rồi. Tỷ lệ tăng của nó là 10 cho những góc nghiêng, đặc biệt ngoài góc kèn lớn á, nếu anh em đẩy nhiều nó còn tăng thêm nữa nha, có thể lên tới 15 luôn. Một số tình huống là thí dụ như chúng ta xuất phát từ khoảng 80 90 á, là nó còn tăng thêm 5 nữa. Cho nên những trái bi đó rất là nguy hiểm nè. Bây giờ chúng ta thử nè. Tình huống này là một trái bi khoảng 80 trúng mà góc chúng ta nè. Góc chúng ta chỉ 70 thôi, đúng không? Ở đây xong mấy luôn. Rồi, câu hỏi đặt ra là trái bi này trúng tới không anh em? Dĩ nhiên là cái bàn nào khô quá thì chịu nha, nhưng mà cái thiết bị này là có thể tới nè, 70 cộng 10 là tăng về 80 đúng không? Đánh hết dậu là sẽ trúng. À, xui thôi. Cái nữa thì đi ra khỏi đó. À, những tình huống này anh em nhớ dở mũi cơ cao lên nha. Mũi cơ cao đây có nghĩa là mũi hai hầu ở trên luôn nha. Đó, thì nó mới đủ tốc độ đi xuống. Còn nếu anh em cứ suy nghĩ là những tình huống đó mà để mũi cơ bốn bóng phơi là nó sẽ mạnh hơn là không đúng nha. Bốn bóng phơi nó ôm qua là anh em sẽ bị thiếu. Cho nên á, là những tình huống đó khi chúng ta quyết định tăng 10 là chúng ta cứ để mũi cơ cao không sao hết nha. Đánh thẳng tay tới luôn, không có do dự. Đó, đó là nội dung mà anh em hỏi về tứ băng. Khi nào tăng 5, khi nào tăng 10. Nhớ chưa? Tình huống tăng 5, tình huống tăng 10 là vậy. Anh em giải quyết được những cái tình huống tứ băng đó lợi lắm. Đa phần các anh em hay bị sai trong cái vấn đề góc 50. Rồi, anh chỉ ra kiểm định đi, kiểm định cái hình tứ băng đi, ra tập cái bài tứ băng luôn nè. Cái này qua giờ là thấy đánh hụt hoài nè. Cái hình công kia thì để khi nào hướng dẫn vô clip sẽ tập trung tính nút số đánh. Rồi đánh thử cái bi này coi tính lại coi. Rồi, xin chào anh em. Mình là chuyên viên kiểm định những hình bi sư phụ dạy anh em. Với lại mình là nhân viên chữa lành của AB, chuyên viên chứ không phải nhân viên. Chuyên viên chữa lành của AB. Anh em nào mà có ngày thua quá cứ kiếm mình. Tại thua dạ là nếu mà xuyên nhẹ đúng không? Đờ Là mi đó, tăng bên 5. này anh đánh đờ mi đó. Tăng 5 đánh đờ mi. Cái này là khoảng chừng 29 trúng.
Coi điểm Dạ, trúng năm dễ dàng đến chính xác rồi đó. hành chính nè, À, hành chính đúng hả? Rồi đây 30 nó sẽ xuống đây là hành chính rồi rồi. rồi, tè giảm 5 còn 24, 24 40 trừ 24 là 16, anh vô đờ mi hành đã phê dẫn Ui. phê 2 phê 3 Hai. hai luôn, đờ mi đánh vô 16. Thấy gì đâu có dễ ha, đúng là Có mà xem rồi cho người ta tập đi. rồi sao mình cái gì Ai coi tivi nó nói cái này cũng là sướng chứ. rồi đánh là mi Đúng cú đó là giảm giảm 5 điểm điểm trúng rồi. đánh là mi hp rồi thử lại cái nữa nha anh em để cho chắc nha, thử điểm khác đi rồi, như là ngang bi đúng không anh, Ừ. ngang ngang bi hoặc là xiên nhẹ qua khoảng chừng Xuyên nhiều quá là phải đánh tấp. nửa ô, nó xuyên khoảng chừng nửa ô là Đúng được, rồi. đánh là mi Thì muốn đồng ý vô được. 20 này là 30 nè. Để lúc này 30. 40, 10. 21, 11. Đánh 11. Đánh 11. Nãy đồng ý vô đó hơi khó rồi. Vậy cũng thấy khó Thử rồi. Vô 15 chứ hả? à. 11. Ở xong 11. Cái gì? Đây 30. À trừ 5 đây. Quên. Là còn 25. Ừ 40 vô 15. Tính thiếu nha mọi người. Yếu. Thiếu miếng Ừ. là do Tính vô cái thấy đánh thiếu sai liền. điểm. Sai điểm đánh 15. Này là xuyên hơi nhiều không? Dù. Mười Rồi chắn đứng xíu đi. Nhưng hơi nghiêng quá. Ừ. anh em Khi nhớ đứng để ý á, cái mình góc bi đó mới ưu tiên đánh đờ mi. là nó xuyên tầm dày Ừ. hoặc thẳng thì mình đánh đờ mi, Mình phải còn nếu cảm mà được là mình quýnh vô đó nó là mình qua một đánh chút là à. nó đã khó rồi nè, Thì đó cái phải này quýnh đờ tấp mi vô rồi. khó rồi, như tầm khoảng nghiêng khoảng chừng 1/4 ô rồi thì cũng khó đánh nữa chứ. Nếu nữa rồi. Biết Không, sao đâu phải là dễ rồi, chắc là đâu, 18-30 rồi đúng không? không phải dễ đâu, Chỉ là mà đánh chưa trúng nữa đó. giờ chúng nè cần lại nè. Đó, giờ trúng rồi đó. Trúng mé mé. Giống như cái gà sườn vậy. À, cái cú này là cái cú hồi nãy Ừ, anh nói luôn đó, đúng không? thử đi. Này là góc nó bị Quá khó xiên này này khó. Này hơi khó một chút. Chén đỏ xuống chút nha. Dễ đó. rồi. Ừ. Tập cái trái hồi trái thứ hai anh sư phụ nói á. À cái trái nãy là tách, trái thứ hai là tách đạn. 30 luôn đi. Bây giờ nó nằm xiên vậy. Ừ. Như vậy nó khó quá không anh? Đúng rồi, xuyên về bắt buộc phải đánh xuyên qua. Đây đây đó, xuyên vậy. Là tách đạn là mình Vẫn trừ vậy. chuẩn trừ 5. Ừ. Hay là không trừ. Trừ Trừ chứ, 5. vẫn trừ. Là 30 trúng, trừ 5 còn 25. Đánh 4 41 với 16 nè. Đánh vô 16. Là Đúng mỏng đánh vô đó. đánh cái cú Cú xuyên đó, xuyên mỏng. xuyên bi Ừ, đánh lướt qua trái đỏ chứ. Đánh mỏng trái.
16 vẫn hai phê luôn à? Ừ. Lúc qua cái đó. Tiếu Không ra hết được. lá phê đánh chưa ra, là phải đẩy phê nhiều hơn. 40 16 nè, 31 40 còn 15 26. 26 thì 30 5 35 40 14 39 là 6 đến 13. 59 16 13 sao 39 tới đến 13. 59. 10 Anh 39 ý đến là, ý là 13 anh là canh qua 16. tâm bi luôn hả? Ô cắn mép pin nè. 59 13 sao tới? 39 13 là 26. 13. 26 tăng 5 thành 31 đúng rồi. Đó giờ điểm đánh là đánh xé vừa là con 13 xoáy cái Đã phê là chuẩn. nó mỏng. Mỏng thôi. Nó đây. Cà phê cỡ đó là sao chúng. Đã cà phê sai rồi. Phần 2. Cà phê nó thiếu rồi. Nè. À 13 cũng mỏng nè. Cà phê đây nè. Là anh muốn nó phải 2,5 3 luôn hả? Phê 2. Rồi. Góc xiên, góc Đó, chứ đúng xiên như gặp đúng góc phê thôi. Đó là rồi. phê, đó là thủ tứ quân đó. Bây giờ cái cú Cáp phê là tính lại cái mà thường chúng ta hay sai lắm. Rồi. Rồi, giờ này là tình huống vậy nè. 30 Tình huống này đi. 30 này này 25 Đó. 25 Tình huống này mới hay nè. Tình này huống đánh đỉnh đầm là mi thua đầm mi 25 nè. còn 20 20 40 20 40 30 38 2 18 đánh đầm mi vô 18 18 18 18. Ok đúng rồi đó. Đó đờ mi là những tình huống như vậy đó, rồi mình sẽ đánh Rồi. đờ mi. Tình huống mà mình bị nghi nhiều, mình không cảm thấy mình đánh vô dậy cũng được rồi, chắc chắn là mình sẽ đánh đánh bánh đánh qua bi không. À, nhưng mà công thức vẫn là trừ 5 âm 5. Cú này là đờ mi luôn. Hay là 30. 30 là về đó nè. 30 này đúng không anh? Tính như thế nào? Cũng dạng đó, cũng trực tiếp vô đó. Ừ. 30. 10 còn 10 lại còn 25. 45 25 là 20. Đây, 5, 25. Mà cái góc này là mình có tính lại phê không? Nếu mà nó nằm góc trên 45 vẫn hai phê bình thường. 45 25. 25 20. Hai phê đến luôn không? Có vẻ nó xiên quá đâu. Thì sao đờ mi được, nó không phân biệt được phải không, Em thấy không nó phân xiên biệt quá rồi được cái đó. nào là đờ mi, cái nào mà đánh xé hết, nó nghiêng đội đó mà đi đánh đâu có đánh đờ mi được. Nó hỏi trước rồi đó. Còn gì phải hỏi, mình nhìn vô là mình cảm được là mình đánh như thế nào rồi. Hay là đó. Cái góc như vậy Góc mà đi đánh này đờ mi làm đánh sao, đánh mỏng còn chưa muốn vô nữa, đánh đờ mi sao vô. Đánh mỏng lét luôn, nó còn chưa tới nữa. Phải phân biệt được hình bi thẳng với lại thẳng hình bi nghiêng. Bi đờ mi là chỉ ưu tiên hình bi thẳng thôi. thẳng với nghiêng một chút. Đúng rồi. Cảm thấy là mình đánh vô trái không được là biết rồi. Mình đều thấy cái điểm đánh đó là mình cảm thấy là mình đánh không đờ mi được rồi. Còn mà còn đánh đờ mi được thì ưu tiên đánh đờ mi. Còn không được thì bắt buộc phải đánh tách bi ra. Thấy không?